Kính thưa quý vị và các bạn, Minh Hải đang có mặt tại xóm 5, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Và nói đến đây thì chắc các bạn biết là Minh Hải đang đứng ngay trước cửa nhà Nhâm Mạnh Dũng. Và ngày hôm nay thì Minh Hải xin được mời các bạn đến thăm nhà Nhâm Mạnh Dũng, một trong những hot boy, một trong những cầu thủ có đóng góp cực kỳ nổi bật cho bóng đá Việt Nam của chúng ta trong năm vừa rồi. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy niềm tự hào của quê hương Đông Hoàng. Và đây chính là hình ảnh Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy vào thăm nhà của Nhâm Mạnh Dũng và khám phá những cái câu chuyện liên quan đến Nhâm Mạnh Dũng của chúng ta. Xin chào Dũng. Phải nói là hôm nay anh rất là xin lỗi vì biết là Nhâm Mạnh Dũng rất là bận, nhưng mà thôi cũng dành một chút thời gian cho chương trình Vlog Minh Hải. Anh hỏi một câu là thời gian vừa rồi có vất vả? Cũng tương đối, bởi vì cũng nhiều người rất quý và hâm mộ, và nhất là khi trở về địa phương thì mọi người đón tiếp rất là nhiệt tình. Lịch của em mấy ngày hôm nay như nào? Từ hôm em về đến bây giờ. Nói thật là từ hôm em về giờ em nghỉ ngơi cũng rất là ít. Mọi người đến nhà hoặc là xin chữ ký, chụp ảnh cũng rất là nhiều. Thậm chí là còn có rất là nhiều những cái lễ mừng công, lễ vinh danh đúng không? Em chia sẻ là em chiều nay vừa mới ở cái lễ mừng danh của xã, huyện với tỉnh tổ chức, cùng tổ chức vừa mới về nhà. Thực sự là từ hôm về đến bây giờ có được nghỉ ngơi thế nào không? Và lịch của em bao giờ thì lên tập trung đội vì sắp sửa đã AFC Cup rồi. Sáng sớm mai em đi luôn. Và chiều sẽ tập luôn. Cuộc sống của em thay đổi như nào sau SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á? Sau hai giải đấu đó thì thực sự là mọi người biết đến em nhiều hơn. Và em cũng nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ, rất là yêu quý. Và nói chung là giờ em ra đường thì cũng nhiều người nhận ra và cũng xin chụp ảnh rồi. Nên là nó hơi bất ngờ một chút. Thực sự là đối với anh thì thời gian vừa rồi là một cái thời gian đại nhảy vọt của Nhâm Mạnh Dũng. Đúng không? Từ một cầu thủ được coi là một tiềm năng, bây giờ đã được gọi là một tài năng cực kỳ lớn rồi. Bây giờ là ai cũng biết tên, ai cũng biết mặt rồi. Cái bàn thắng ở trận chung kết SEA Games nó thay đổi cuộc đời em như thế nào? Và em đã bao giờ nghĩ đến những cái điều tuyệt vời như thế chưa? Mình đã bao giờ dám mơ đến điều đấy chưa? Thực sự thì mơ thì người ta thường mơ xa hơn cơ. Em mơ cao hơn cơ. Nhưng mà cái trận chung kết SEA Games sau bàn thắng đó thì nó đến cũng khá là bất ngờ. Và sau một đêm đấy thì bóng em trên mặt báo cũng rất là nhiều. Và nhiều người cũng nhắn tin chúc mừng, động viên, cũng hẹn xin chụp ảnh. Rồi khi nào về quê cho chú xin ảnh hay là cho chú xin chữ ký gì đấy. Ngay sau khi ghi bàn, cảm xúc của em thế nào? Ngay sau khi ghi bàn em nghĩ đến điều gì đầu tiên? Thực sự sau khi bàn thì lúc đấy cũng rất là vui thôi. Biết chạy ăn mừng, hò reo cùng các đồng đội thì cũng chưa nghĩ được gì nhiều. Rất là phấn khởi và lúc đấy là chia sẻ thật là da gà nhức nổi hết cả lên. Sau khi hồi còi mãn cuộc được cất lên, chúng ta giành tấm huy chương vàng. Và buổi tối ngày hôm đấy, cảm xúc của Dũng như nào? Bây giờ nói đến bàn thắng đấy, cảm xúc của em như nào? Nó vẫn còn lâng lâng, vẫn còn nhớ như in từng động tác tạt của Tài, pha lắc đầu của mình ra ăn mừng. Thực sự là đêm đấy đêm không ngủ luôn ấy. Và anh em cũng ngồi liên hoan và cũng về phòng, rất nhiều tin nhắn mà thực sự là muốn trả lời hết mọi người cũng rất là khó. Nên là một cái đêm đấy coi như là đêm khá là bận rộn ấy. Trong cuộc sống của Nhâm Mạnh Dũng từ hồi bé cho đến bây giờ, đã khi nào em trải qua những phút giây như thế chứ? Chia sẻ thật là đó là lần đầu tiên ấy. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cái cảm giác mà đá trên một cái sân vận động mà lấp đầy khán giả, thì reo hò và mọi người ra đường đi bão cổ vũ ăn mừng chiến thắng của chính đội tuyển mình. Đấy có phải là bàn thắng quan trọng nhất của Nhâm Mạnh Dũng kể từ khi em bắt đầu đi đá bóng cho đến thời điểm này không? Để mà nói thì bàn thắng nào cũng quý thôi, nhưng mà cho đến bây giờ thì đó là bàn thắng quý giá nhất em từng ghi.
đâu là lời chúc mừng cảm động nhất mà em đã từng được nhận sau trận chung kết SEA Games? Đương nhiên là từ bố mẹ rồi. Và trận đấu đó thì gia đình em cũng đến xem và cổ vũ. Và sau trận thì bố mẹ cũng chúc mừng và động viên cố gắng thi đấu tốt để các giải sắp tới nhé. Niềm tự hào của gia đình và mang lại niềm vui cho một đất nước. Chúng ta hãy vào trong này để xem. Ở đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Dũng có thể chia sẻ những cái kỷ vật này được không? Chúng ta thấy là đây rất là nhiều này, đúng không? À, cảm ơn anh. Tuyệt vời. Lại một tuyển thủ quốc gia nữa. Đây, bên ban huấn luyện này. Ban huấn luyện. Em có thể chia sẻ những cái kỷ vật này. Cái này là cầu thủ tiêu biểu của giải U21 quốc gia năm 2020. Và đây, năm đó thì em cũng giành được danh hiệu vô phần lưới. Đúng rồi. Viettel vô địch đúng không? Dạ vâng. Còn đúng đây rồi. Là kỷ niệm của xã tặng vinh danh cho em vào buổi lễ chiều nay. Ở đây thấy rất là nhiều những cái danh hiệu nhá, cầu thủ xuất sắc nhất này, cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất này, U17 quốc gia và ghi nhiều bàn thắng nhất của giải U21 quốc gia. Tuyệt vời, nói chung là rất tuyệt vời đúng không? Có lẽ là chúng ta phải nhìn đến cái huy chương này. Ở đây thì có rất là nhiều huy chương rồi, nhưng mà có lẽ là chúng ta hãy nói về tấm huy chương này đi. Thực sự là bây giờ nói đến SEA Games là người ta nhắc đến Nhâm Mạnh Dũng nhiều hơn bất cứ một ai. Đây, như mọi người biết thì đây là tấm huy chương vàng SEA Games em và tập thể U23 vừa giành được tại Mỹ Đình năm vào ngày 22 tháng 5. Khi mà đeo cái này ở trên cổ, cảm xúc nó thế nào? Lúc đó thì cảm giác kiểu không tin là sự thật nữa. Tại vì đây là gọi là cái giải đấu gọi là quốc tế, thực sự là rất là khắc nghiệt vì anh biết 2 ngày một trận, đúng rồi, đá liên tục và thực sự là nó khó khăn. Thực sự gặp người Thái kể cả trong cái thế trận ngày hôm đấy và Thái đá, họ cầm bóng tốt hơn, đá trên sân nhà, đúng rồi, áp lực. Có rất là nhiều những tấm huy chương, anh nhìn thế này anh thấy là hình như là Nhâm Mạnh Dũng có đủ tất cả các thể loại huy chương rồi. Vâng. Đúng không? Các từ vô địch các lứa U này, rồi vô địch V-League này. Vâng. Vô địch SEA Games này. Vâng. Đúng không? Trong số tất cả những cái tấm huy chương này, ngoài tấm huy chương vàng SEA Games ra, đâu là tấm huy chương cảm xúc nhất của em? Cái kỷ niệm lớn nhất? Cảm xúc nhất có lẽ là chiếc huy chương vàng U15 quốc gia năm 2015 em đá trong Sài Gòn. Thì đó là tấm huy chương vàng đầu tiên của em ở lứa U. Cho các câu lạc bộ thì trận đấu đó cũng rất căng thẳng. Bọn em bị dẫn bàn trước và đến phút bù giờ thì mới gỡ hòa và thắng U15 PVF trên đặt Ben. 19. Đá dài nhỉ? Rất là căng thẳng. Đúng rồi. Coi như là tất cả các cầu thủ đều được đá đúng không? Vâng. Rất tuyệt vời. Ở đây ngoài tấm huy chương vàng SEA Games ra thì chúng ta còn thấy cái này. Sao nhìn trông dễ thương thế nhỉ? Cái này là hồi em mới lên Viettel và tham dự cái giải ASEAN Cup ở Malaysia. Tuyệt vời, trông rất đẹp luôn. Hồi đó còn rất là bé. Cực kỳ hay. Ở đây có rất là nhiều ảnh, anh nhìn thấy ở đây rất là nhiều ảnh. Ảnh này nhưng mà nhìn nó hơi nhòe. Ảnh này đây, là từ đâu ra đấy hả? Ảnh này là do một người mộ bác Phí Văn Tân ở Hà Nội tặng, gửi về tặng gia đình. Đây là chụp qua màn hình TV. Phôn kinh này. Rất đẹp đúng không? Phải nói là rất là tuyệt vời. Đấy, rất là cảm xúc. Ố, sao có cái ảnh gì đấy? Tấm ảnh này là em học hồi em lên tập trường năng khiếu Trung Trạc Thái Bình và chuyển đến lớp văn hóa. Để anh xem nhé, để anh xem em đang ở đâu nhé. Khó phết đấy, từ từ sẽ cố gắng tìm. Ở đâu nhỉ? Hàng trên. Hàng trên cùng đúng không? Chắc chắn là phải đây à? Đúng. Đây. Có thể nhìn thấy đây, mãi mới nhận ra. Ở đây thì chúng ta còn nhìn thấy rất là nhiều những cái giấy khen này của họ tộc đúng không? Vâng. Đây, rồi rất là nhiều bằng khen, giấy khen này. Nhưng mà ở đây đặc biệt là có một cái bức tranh. Bức tranh này Dũng có thể chia sẻ được không? Nhâm Xuân Thành, ngày 22 tháng 5, wow. Là đúng ngày diễn ra trận đúng không? Vâng. Tức là được hoàn thành ngay. Đây là một bức tranh, vẽ tranh.
chia sẻ với anh là bức tranh này là do đội bóng của thôn đã tặng em để sau trận đó thì có thể em về địa phương là sẽ tặng, nhưng mà do lịch thi đấu vòng chung kết quốc gia châu Á nó sát ngày quá nên là đến ngày hôm nay em mới về và tổ chức được cái buổi lễ vinh danh do địa phương tổ chức, nên là hôm nay mới đến trao tặng cho em. Sướng nhỉ, từ đội bóng của thôn cho đến thôn làng họ Mạc rất là đầy đủ. Đây đây, đội bóng thôn phải nói rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là ở đây chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái kỷ vật, nhưng mà đây đúng là xứng đáng được coi là một tác phẩm. Ở đây vừa nhìn thấy là khán giả, nhưng mà đây hình như là mồ hôi tung ra đúng không? Nước đấy. Đúng không? Mình đánh quả đầu đúng không? Mồ hôi nó lẫn vào với nước mưa. Xin được hỏi Dũng một câu là con đường nào đưa Dũng đến với bóng đá? Bởi vì là các thầy cũng đã từng nói là Dũng là người học rất là giỏi, thậm chí đã giành giải 3 thi học sinh giỏi toán toàn tỉnh. Nói một chút về cái việc học của mình trước đây đi. Trước đây thì học văn hóa thì em cũng thuộc dạng là học sinh giỏi, và kể cả từ lớp 1, lớp 5 và từ lúc em vẫn đi đá bóng và học văn hóa xen lẫn đá bóng thì em vẫn giữ được cái danh hiệu học sinh giỏi đến năm hết cấp 2. Thì mới đầu đi thì bố gia đình cũng xin ý kiến của rất là nhiều người, bảo là giờ cháu muốn theo bóng đá thì anh chị tư vấn xem thế nào. Thì nhiều người cũng khuyên, các thầy cô cũng khuyên là cháu nó đang học tốt thì giữ lại học. Nhưng mà cũng có những người thì cũng khuyên cháu mà đam mê thì cũng nên để cháu đi theo con đường đam mê của cháu. Thì cuối cùng gia đình cũng quyết định là cho em đi đá bóng. Và anh nghĩ là đấy là quyết định của em đúng không? Lúc đó thì em cũng đam mê và thích đi thôi, cũng chưa suy nghĩ được gì nhiều cả. Nên là lúc đó là do bố mẹ ủng hộ là cũng quyết định cho đi. Thưa quý vị và các bạn, là Minh Hải đã được tiếp xúc với rất nhiều những cầu thủ học giỏi rồi. Nhưng mà nếu mà đạt cái danh hiệu học sinh giỏi và lại là đứng thứ 3 ở tỉnh thì thật sự là chưa bao giờ có một tiền lệ. Người rất là thông minh, chắc chắn là như vậy rồi. Rồi con đường nào đưa em đến với bóng đá? Có lẽ là do bình thường ở đây là có các cụm. Trong huyện em là có các cụm là chia ra, cụm em là cụm 6. Thì đã có những cái trường là trường em là trường Đông Hoàng sẽ lập ra một đội đá với các trường khác thì được chọn. Em thì lại được cùng với một số bạn được chọn lên cụm 6 đá với mấy cụm khác nữa. Xong rồi các thầy trên huyện thì lại nhặt thành đội bóng của huyện đi đá với các huyện khác. Đấy, và khi mà các huyện đá với nhau thì trường năng khiếu thì Cục Thể thao Bình đã nhìn em và chọn em và cũng một số anh em nữa là lên tập trường năng khiếu. Và sau đó là ở trường năng khiếu tầm 1 năm, gần 2 năm. Thì Viettel có lúc khi đấy thì Thái Bình có là vệ tinh của Viettel. Và Viettel về chọn tuyển nhặt bọn em lên đấy, là em ở Viettel rồi đó anh. Hãy nói cho anh cái quả bóng đầu tiên của em đi. Và cái sân mà em hay thi đấu. Đương nhiên là quả bóng nhựa và sân đấu là nhà văn hóa của thôn. Quả bóng nó có một cái sức hút gì với em mà lại không phải là những cái trò chơi khác? Em cũng không biết nữa, tại vì khi mà có những trận đấu của đội tuyển trên TV hay là bất cứ đội tuyển nào đó thì em đều theo dõi và cổ vũ cũng rất là nhiệt tình, và ra sân thì cũng rất là thích đá bóng. Mặc dù là các anh đá nhưng mà vẫn xin các anh vào đá, mà không đá thì cũng có thể là bắt gôn hay là đá các vị trí khác cũng được. Đấy có phải là lý do mà đến bây giờ em rất là đa năng không? Cái này thì em không biết được, không lý giải được. Bây giờ nói thật là nếu mà nói về vị trí sở trường của Nhâm Mạnh Dũng thì biết là tiền đạo. Có thể là em rất là yêu thích cái vị trí đó. Nhưng mà em có rất nhiều những cái vị trí em chơi hay. Ở đây phải nói rất thật là em bắt gôn, em bay rồi em phản xạ, anh thấy không khác gì một thủ môn. Tất nhiên là mình không thể so sánh với thủ môn chuyên nghiệp được. Nhưng mà rõ ràng là mình có những cái kỹ năng như vậy. Đấy là do những cái trận đấu ở thôn hay là trận đấu với các anh lớn mà mình không có vị trí, mình bắt buộc phải bắt gôn không? Hay là do đấy là cái tố chất của mình? Không, em nghĩ cái đấy là em phán đoán thôi. Tại vì em cũng là tiền đạo mà, nên là mấy tình huống mà đối mặt mà góc gần mà hẹp như thế thì khả năng sút góc xa là nhiều. Có tình huống đấy em cũng có bài một tí. Cũng may mắn. Với tư cách là một tiền đạo, mình bắt bài tiền đạo khi mình đến thủ môn đúng không? Rất hay, nhưng mà anh thấy những cái động tác bay của em ấy,
Anh thấy là nó rất là mượt mà. Có phải là ở Viettel em cũng thường xuyên thỉnh thoảng có phát gôn không? À, em không, nó theo phản xạ thôi. Cái tiêu chí nào để cho thầy Công OQ lại chọn em là thủ môn chứ không phải người khác? Thực sự em cũng không hiểu lý do sao thầy chọn em nữa. Tại vì lúc chuẩn thẻ đỏ thì em cũng có đứng ở đấy. Và động viên chuẩn thì thầy gọi ra bảo là về bắt gôn. Thì em cũng bất ngờ thì em cũng nhận nhiệm vụ thôi. Thầy có giải thích gì với em về chuyện đấy không? Sau trận đấu thì thầy cũng không giải thích gì. Một cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất của em khi em đi chơi bóng, có một cái kỷ niệm nào mà nó đến bây giờ mình vẫn không thể nào quên được? Sâu sắc nhất có lẽ là trận Ả Rập Xê Út vừa rồi em bắt gôn đấy. Thực sự là kỷ niệm đấy là rất là khả năng là không bao giờ quên được, rất bất ngờ. Sau đấy người hâm mộ, bạn bè nói gì về một thủ môn bất đắc dĩ? Quảng Thế Tài đã từng nói: "Thôi chết rồi, tôi về Viettel tôi có đối thủ cạnh tranh rồi." Chắc em nghĩ chỉ là nói vui thôi, và nhiều người cũng bảo em là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử khi chưa để lọt lưới bàn nào. Cũng là lời nói vui thôi. Nên là em nghĩ là nó cũng là trải nghiệm quý giá thôi em. Một cái kỷ niệm đau xót nhất của mình kể từ khi mình đi đá bóng đến bây giờ, một cái cơ hội tiếc nuối, một cái sự mất mát, hoặc là một cái trận thua mà đến bây giờ mình không thể nào mà mình có thể quên được. Như vậy Dũng có thể chia sẻ với mọi người được không? Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về tất cả những cái nhất của Như vậy Dũng. Nếu mà để về kỷ niệm tiếc nuối nhất thì có lẽ là tấm huy chương bạc U17 quốc gia năm 2017. Bọn em bước chân vào giải đấu từ trận vòng đầu tiên vòng loại đến trận vòng chung kết, đội em là đội không thua một trận nào. Nhưng mà đến trận chung kết đấy thì bọn em có phần gọi là tấn công ào ạt quá và dính đòn phản công của U17 PVF và bị họ ăn 2-0 ngay trong hiệp 1, và hiệp 2 cũng gỡ được một bàn, đẩy lên tấn công rất là nhiều. Nhưng mà mọi nỗ lực thì cũng không được may mắn lắm, nên là cũng để tuột mất cái huy chương vàng và chỉ giành huy chương bạc thôi. Có lẽ là đó là kỷ niệm tiếc nhất của mình. Mà dù lực lượng cũng rất là đồng đều, được coi là ứng cử viên của giải. Ước mơ lớn nhất của Nhân Mạnh Dũng về nghề nghiệp của mình là gì? Đương nhiên là cống hiến cho đội tuyển quốc gia rồi. Và ước mơ là cống hiến cho đội tuyển quốc gia càng nhiều càng tốt. Sẽ hết, nếu được có thể thì ra nước ngoài thi đấu. Có mục tiêu gì cụ thể với đội tuyển quốc gia không? Ví dụ như là vô địch một cái giải đấu nào đấy, hoặc là biết đâu đấy lại là một cái suất đi dự World Cup thì sao? Thế về suất tham dự World Cup thì cũng rất là khó khăn. Trước mắt thì em cũng chỉ là cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân để có thể giành được một suất lên đội tuyển thôi. Bây giờ rất nhiều người, rất nhiều chuyên gia đã nói về cái câu chuyện về danh sách của huấn luyện viên Park Hang-seo tới đây. Cùng với Phan Tuấn Tài thì Nhâm Mạnh Dũng là một cái tên phải nói là cực kỳ được kỳ vọng. Em đón nhận điều này như thế nào? Nó có áp lực không? Cũng có một chút áp lực, tại vì để mà đánh giá thì nên để các nhà chuyên môn đánh giá hơn. Vì chúng ta thể hiện như nào thì những nhà chuyên môn, nhà có gọi là có chuyên môn về mặt bóng đá sẽ đánh giá một cách chính xác nhất, đặc biệt là ban huấn luyện trên đội tuyển. Nên em nghĩ là danh sách có em hay không, hay có thì vui, mà không có thì mình cũng phải cần tập luyện nỗ lực nhiều hơn. Và chọn những ai lên thì đó là quyết định của thầy. Nên là người hâm mộ cũng gọi là yêu quý, nên là cũng chỉ nói vậy thôi. Anh đã nhìn thấy một sự kết hợp của ông Park, em và Tiến Linh. Đấy có thể là một cặp bài trùng. Em có thể nói gì về cặp tiền đạo phải nói là chơi rất là hay của chúng ta ở SEA Games? Để về nói em đá với anh Tiến Linh thì anh Tiến Linh là một tiền đạo cắm rất là sắc bén. Thì đương nhiên là sẽ giành được nhiều sự chăm sóc của hậu vệ đối phương rồi. Nên em là một em đá cặp sẽ giữ vai trò một người quấy rối. Sẽ di chuyển nhiều hơn và nhận bóng, thu hút sự chú ý nhiều hơn để cho anh Linh có được thêm khoảng trống trong vòng cấm để tận dụng những cơ hội. Bàn thắng đầu tiên của chúng ta ở SEA Games là một tình huống mà Nhâm Mạnh Dũng đã truyền, đúng không? Tiến Linh, tất cả những cái đấy chúng ta đều nhìn thấy. Có thể là huấn viên Park Hang-seo đang muốn kết hợp hai anh em ở đội tuyển quốc gia. Em có cảm thấy là khi mà
được chơi bên cạnh những người anh lớn ấy sẽ cho mình thêm những cái động lực, cho mình thêm kể cả những cái ý tưởng để mình chơi bóng, để mình tiếp tục phát triển. Các anh lớn thì các anh thi đấu rất là nhiều, đặc biệt là những trận đấu quốc tế. Các anh đá rất là nhiều và thực sự là đá với các anh thì các anh chỉ bảo và mình cũng rất dễ đá. Các anh chỉ chạy như thế nào, nhận bóng như nào, nên là em nghĩ là được đá cùng các anh thì cơ hội cho các cầu thủ trẻ sẽ phát triển nhanh và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Thành công đến quá sớm nó có phải là một điều mà đôi khi khiến cho chúng ta cảm thấy hơi sợ hãi một chút không? Bởi vì tự nhiên mình đang, nó đang đi theo từ từ thế này, tự nhiên nó vút lên một cái. Nhiều khi mình không làm chủ tốc độ là lại mệt. Như vậy Dũng nghĩ gì về cái thành công đến rất là nhanh, rất là sớm đối với mình? Mình sẽ phải làm gì để cái thành công này nó lâu bền hơn? Em nghĩ là thành công đến đương nhiên là cũng có một phần từ sự cố gắng tập luyện và cộng thêm một chút may mắn. Mà để mà giữ được cái sự đó thì mình cũng phải nên cân bằng trong tập luyện thi đấu và cũng cân bằng với những cái mạng xã hội các thứ, mình phải chú ý hơn, giữ được bản thân mình ở trạng thái cân bằng, không nên mơ mộng nhiều quá. Làm thế nào để giữ được sự cân bằng? Bởi vì không mơ mộng không được, bây giờ đấy, tất cả men say chiến thắng dồn hết vào mình, đúng không? Vâng. Nói đến cái gì bây giờ cũng nói đến Nhâm Mạnh Dũng. Chúng ta cải thiện lại hàng công cho đội tuyển quốc gia cũng là Nhâm Mạnh Dũng, đúng không? Thậm chí là ở những vị trí nào hiện nay đang thấy khó, đang thấy thiếu lại cũng lại là Nhâm Mạnh Dũng. Thực ra là mọi người cũng rất là quý mình, vâng. Mình rất là xứng đáng để nhận được cái điều đó. Nhưng ngược lại mình phải làm thế nào để mình cân bằng? Theo Nhâm Mạnh Dũng thì chúng ta sẽ cân bằng như thế nào? Theo em thì cũng có rất nhiều tấm gương rồi. Mình nên nhìn nhận và đánh giá một cách thực tế để mình rút ra những bài học cho riêng bản thân mình để có thể giữ vững cân bằng trạng thái của mình để tiếp tục phát triển trên những con đường. Nhưng còn một điểm chắc chắn là sẽ khó khăn là sự kỳ vọng của mọi người đối với mình nó sẽ lại càng cao. Cứ ca nào khó là phải Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu, ví dụ thế. Thì bây giờ nói thật luôn là sự kỳ vọng lớn nó là một cái áp lực đối với mình. Em chuẩn bị cho cái việc này như thế nào và làm thế nào để mình xử lý nó? Như anh biết thì đối với tiền đạo nội thì khi trở về V-League thì cũng rất khó để cạnh tranh với những xuất ngoại binh. Và mình cũng nên tập luyện. Em nghĩ là nên tập luyện kiên trì hơn để có thể dành những cơ hội. Khi mà mình không được thi đấu nhiều thì mình vẫn có một cái trạng thái gọi là phong độ ở cái mức mình ưng ý nhất, để khi nào mà có cơ hội là có thể được thể hiện và bùng nổ. Rất tuyệt vời. Anh cũng đang định hỏi em một câu. Đấy là cái chuyện ở các đội tuyển trẻ nó là một nhé, nhưng mà khi mà mình về câu lạc bộ ấy, bây giờ có Petro Paulo, có Giovane, có Kaike, bây giờ làm sao để Nhâm Mạnh Dũng có thể đá chính được? Mà nói thật luôn là chúng ta không thể cải thiện đẳng cấp của mình ở trên băng ghế dự bị được. Chúng ta phải cần những trận đấu. Đương nhiên là mình cũng không thể giành suất đá chính được cái tiền đạo Tây cả. Bởi vì mình mua họ về là chắc chắn là sẽ một suất cho họ rồi. Và nếu mà có thì mình nên tận dụng những cơ hội mình được vào sân, mình thể hiện ra và cố gắng chắt chiu những cơ hội đến với mình. Nói chung là bóng đá V-League là lực thành tích rất là cao, nên là cũng khó trách được vấn đề là tạo cơ hội nhiều cho cầu thủ trẻ. Đến bây giờ anh nghĩ là mọi người không còn nghĩ Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ trẻ nữa rồi. Vì một người mà đang được quy hoạch cho đội tuyển quốc gia, nói thật là hôm vừa rồi anh vừa mới nhìn thấy cái kế hoạch của thầy Park, có tên Nhâm Mạnh Dũng, có tên Phan Tuấn Tài. Anh không biết là khi hút danh sách lại thì có hay không, nhưng có rất nhiều những cầu thủ ở U23 vừa rồi đang được quy hoạch, đang được trẻ hóa. Thì nó rất là ngược đời với một người được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng ở câu lạc bộ lại khó. Mình làm thế nào để mình cạnh tranh, làm thế nào để mình có thể có được một cái cơ hội ra sân? Và với những người ra sân 90 phút, họ có một khoảng thời gian dài hơn, nhưng mình vào sân 15 phút thôi, đôi khi nó lại có khó khăn riêng. Mình chuẩn bị cho cái việc này như thế nào hả Dũng? Để mà nói về vấn đề này thì những cầu thủ mà vào sân, trước khi vào sân thì mình nên chú ý xem, quan sát trận đấu và đọc trận đấu, để khi mình muốn vào sân được thì mình có thể khai thác và mình thể hiện được bản thân, những kỹ năng của mình, khai thác những điểm yếu của hậu vệ đối phương. Khi mà mình ở ngoài sân mình quan sát
Em nghĩ đá chính hay đá dự bị thì cũng không quan trọng, bởi vì mình vào sân mình thể hiện như nào thôi. Còn nếu mình đá nhiều, mình vật vờ, mình không thể hiện được gì thì cũng không đem lại kết quả gì cả. Tốt nhất là mình nên tập trung, và có đá tốt hay không, thể hiện tốt hay không là do cá nhân mình thôi. Kính thưa quý vị, là thời gian thì không còn nhiều, bởi vì là Minh Hải chỉ dám xin Nhâm Mạnh Dũng 30 phút để làm chương trình này thôi, vì bạn ấy còn rất là nhiều việc phải làm. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình, Nhâm Mạnh Dũng có muốn gửi một lời gì cho những người hâm mộ mình, những người ủng hộ mình và những người sẽ tiếp tục theo dõi từng bước tiến của Nhâm Mạnh Dũng? Em có thể... Dũng xin cảm ơn những tình cảm của người hâm mộ đã dành cho cá nhân Dũng và tập thể đội tuyển U23 và các đội tuyển lớn hơn. Và với sự kỳ vọng của mọi người thì Dũng sẽ quyết tâm, nỗ lực tập luyện, cố gắng để hoàn thiện bản thân từng ngày để có thể thi đấu tốt hơn và giành những thành tích để mang lại niềm vui và xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cảm ơn người hâm mộ rất nhiều. Có một điều Minh Hải phải nói là Nhâm Mạnh Dũng là một người rất là thông minh, không chỉ học giỏi đâu, rất là thông minh. Ví dụ như là khi Dũng nói là ngồi trên băng ghế dự bị là phải quan sát trận đấu, đọc trận đấu, đưa ra những cái đấu pháp cho cá nhân mình, gọi là chiến thuật bản thân, sau đó là vào sân để chúng ta tỏa sáng. Chúng ta phải đọc tình huống ở trên sân, đối thủ yếu mạnh ở điểm nào, đúng không? Cái này là cái rất là hay. Thay mặt cho nhà tài trợ có hai món quà, một là một lạng cao văn long và một lạng đông trùng hạ thảo, để cho Nhân Mạnh Dũng khỏe mạnh hơn và hẹn gặp lại em ở đội tuyển quốc gia, và cũng như là khi có nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện hơn nữa cùng với khán giả. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh. Và Vlog Minh Hải sẽ còn trở lại với quý vị thông qua rất nhiều những câu chuyện đầy cảm hứng như là Nhân Mạnh Dũng ngày hôm nay. Và chắc chắn một điều, chúng ta luôn luôn cần Mạnh và luôn luôn cần Dũng. Cảm ơn Dũng rất nhiều. Chúc em thành công. Cảm ơn mọi người. Trùng hạ thảo khi được sinh trưởng trong môi trường thiên nhiên thuận lợi, có hàm lượng dược chất cao vượt trội. Từ đó, ý tưởng về một sản phẩm đông trùng hạ thảo gần gũi với thiên nhiên ra đời. Đó là khởi đầu cho sản phẩm đông trùng hạ thảo bán tự nhiên. Khác với đông trùng nhân tạo, ở giai đoạn sinh trưởng, nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng hoàn toàn dưới những tán rừng thiên nhiên. Con người chỉ kiểm soát về mặt sâu bệnh và những côn trùng gây hại. Công nghệ này giúp đông trùng hạ thảo hấp thu tinh chất của thiên nhiên, nhờ đó cho chất lượng cao vượt trội. Thời gian nuôi trồng rút ngắn từ 10 đến 20%, giúp sản phẩm có giá thành rẻ hơn đáng kể. Hiện dự án đã được triển khai tại vùng dược liệu sạch Vị Xuyên, Hà Giang. Sản phẩm có chất lượng cao vượt trội nhưng với mức giá thành rất phải chăng. Mua một hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng một hộp tỏi kim cương 200g trị giá 1.180.000 đồng. Mua 3 hộp đông trùng hạ thảo dược quý đường tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá 3.540.000 đồng.